này là Chinatown hả bé? Dạ. Nhìn cái cổng này thì chắc cái cổng là không đâu được. Giống cái cổng ở San Phan y chang. Xe phát đồ ăn nè các bạn. Đó, họ chở đồ ăn đi đó, họ phát cho mấy người vô gia cư á. Coi như nguyên cái thành phố downtown Portland đổ hết vô cái nhà hàng. Nghe đồn là bây giờ phải ngồi chờ một tiếng mới được tới lượt mình ăn mẹ ơi. Mà món nào món nấy một tô chà bá lửa siêu to khổng lồ. Ăn không hết. Nếu nói chung là mình đã ở dưới Cali mình thì ăn đồ châu Á ở đây như vậy đối với mình là bình thường. Mà cũng hết 45 đồng luôn tiếp. Tính ra chất lượng tạng tô nó nhiều. Nhưng mà tính ra sau nêm nếm Cali không được gì hết. Do you know if voodoo open tomorrow? Because I heard it's open 24/7. Yeah, it is open so. 24 hours. Let's go check. Because I checked and they closed today. So it says they open at 12 a.m. Thursday. So I guess late tonight. Midnight tonight. Yeah, so midnight tonight they'll reopen and tomorrow awesome. Morning you can go. Yeah, they got great donuts. Yeah. It's a really cool place. That's awesome, yeah. Because yeah, I never tried it. So it's so good. Nice, welcome. We got nice dry weather for you. It's not raining, so that's good. Thank you so much. You're welcome. So what's the elevators, the same ones you were just in, just head up to the top floor. Check in thì cho upgrade lên top floor là tầng trên cùng, tầng số 20. Đã vậy? Có đồ ăn tối nóng luôn. Đặc biệt quá vậy? Có lounge ở trên tầng trên cùng. Book phòng con dùng cái account của chỗ làm á, cho nhân viên của chỗ làm. Hèn chi. Nhờ như vậy mà upgrade lên cho lên phòng cao nhất. Được cho ăn nữa. 201 ở tầng 20. Vô nha, khui phòng. Mẹ ơi, khui phòng đi, tham quan phòng nè. Mình ở khách sạn Marriott nha. Tầng 20 rồi lên thấy nóc nhà người ta. Tầng 20 là cao nhất đó hả con? Dạ. Coi như khách sạn này có 20 tầng đó. Đây, một vòng phong cảnh Portland. Tiên Lệ. Welcome Tiên Coco, đáng lẽ phải bỏ vô là welcome Tiên Coco mới đúng. Đây, phòng trên tầng này có một cái lounge nhỏ nhỏ dành cho khách của trên tầng 20 thôi nha. Tối nay vô đây ngồi để edit.
Khách sạn thì cái view nó không có đẹp. Ồ, con thấy view đây đẹp mà. Cái lounge thấy được hết downtown nè. À, downtown Portland thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Thì họ nói là 5 giờ là sẽ có tráng miệng nhẹ cho mình ở đây đó. Có táo khô nè. Rồi chuối khô. Ủa, chuối khô ngon ấy nha. Pretzel nè. Bánh mặn, còn cái này là táo nè. Có nghĩa là những cái đồ tráng miệng nhẹ nhẹ. Ồ, ở đây mình thấy là có giùm cái những cái ly. Những cái ly này là compostable, là có thể phân hủy được, là hữu cơ, không có phải làm từ cây. Hay quá. Từ từ rồi là sẽ rất là có ích và bảo vệ được môi trường. Tiểu bang Oregon lạnh hơn tiểu bang Cali nhiều lắm. Bây giờ mình đi ăn trưa con gái, đi ăn đồ ăn Việt Nam phải không? Tối xuống ở đây họ có một số đồ ăn nóng nhẹ nhẹ để mình ăn buổi tối. Rất là tiện lợi. Mấy cái ớt chuông này ngon lắm nha, rất là ngọt. Đây mình có cái gì đây? Dumpling, một cái là chay. Bên này là cái sauce, ăn chung với sauce rất là ngon nha. Cái sauce này ngon lắm nè. Ăn không á thì mình thấy hơi ngán, nhưng mà ăn chung với cái sauce thì rất là ngon. Cái ớt nó ngọt lắm nha. Mình thử màu đỏ. Bê thử không? Bê thử cái màu vàng đi, cái nào mẹ thấy ngọt ngọt hơn. Cái màu vàng mẹ ăn ngọt lắm. Để cho bê ăn thử nha. Để mà trái màu đỏ, có màu vàng thôi, để làm trái màu vàng đi cho nó ngọt, có mẹ thích quá. Ăn thử cái bò rồi giờ ăn thử qua cái dumpling chay thử coi sao. Đó, mẹ thử lại coi. Ra khói. Wow, thấy á. Rồi, thở, rong, thở đi rong. Bây giờ Tiên và con gái đang chờ xe tàu điện tới để đi ra sân bay, chuẩn bị bay đi Nhật. Tàu này là để mình di chuyển ở trong thành phố. Còn tàu để đi ra sân bay là một tàu khác nữa. Để mình đi ra phi trường là có cái vạch màu đỏ. Có một tí xíu trục trặc đó các bạn. Thank you. Sân bay luôn rồi họ mới gửi một cái text ra nói là chuyến bay đã bị hủy. Hủy xong rồi. Hết hồn các bạn ơi. Tưởng trễ. Coi như là mình không lên kịp cái chuyến, mình sẽ không thể nào mà bắt kịp cái chuyến từ đi qua Nhật hết á, với Japan Airlines hết. Cho nên cuối cùng là họ nói ồ bây giờ có một cái cách là họ sẽ chuyển qua cho mình bay với Delta. Ok. Thì mình mới vừa nói chuyện với lại Delta xong thì họ đổi qua cho mình, vẫn được bay là hạng business class. Thì bên Delta nó gọi là Delta One.
cũng nhưng mà giờ đỡ được cái là mình sẽ không bị layover, không bị quá cảnh nữa. Mình sẽ bay thẳng từ Portland, nhưng mà tới Tokyo thì thay vì được tới Haneda thì bây giờ mình phải tới là Narita. Nó bị xa hơn. Ok. Là cách thành phố 1 tiếng đồng hồ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Tiên nha. Mong là các bạn ủng hộ kênh của Tiên bằng cách nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.